ổng ngay. Ôi dồi ôi, con gì đây? Ôi trời 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 trời, bác ơi. Trời rồi. Chuối quá. Mày chạy nhanh thế hả con chó? Ôi trời. Thôi thôi, thằng đơn mắt. Chạy nhanh hả con chó? Dã man. Cụ trôi khỏe lắm các bác ạ, còn khỏe lắm. Khỏe mà cũng lo chạy manh à, không có đâu. Không có đâu, sói ơi. Ui, ui. Khỏe lắm, còn khỏe lắm các bác ạ. Lì không lên được cơ mà. Lì không lên được mà. Cần tay nữa, không phải cần máy nữa mày. Dòng nó thật mệt các bác ạ. Trời nắng quá anh em ơi, hôm nay em đánh quả bài mùi mới các bác nhé. Đây là mùi phát triển. Này vẫn chương trình là đập lô mô tô vẫn đánh cần GPK8H, đánh lưỡi lục, đánh lưỡi lục, lưỡi lục. Em mới làm thêm cuộn dây dù anh em này. Dù đánh lục cần tay là phải chơi dù nó chất. Và này vẫn quất thêm quả lưỡi tứ các bác nhé. Tứ đánh lục. Để săn hàng khủng thì phải chơi các loại dù này anh em này. Này nó mắc của nó là tải cá 45kg, 500m 100lb này. Sợi dây. Nhiều bác bảo em đi câu đi câu cá sấu sao trường thì to thế. Chỗ em có mấy con hà mã rất là to nên phải chơi cái loại này anh em nhá. Đấy, chưa nằm chớt. Để săn hàng khủng thì phải chơi cái loại dù này anh em này. Này nó mắc của nó là tải cá 45kg, 500m 100lb này. Sợi dây. Nhiều bác bảo em đi câu đi câu cá sấu sao trường thì to thế. Chỗ em có mấy con hà mã rất là to nên phải chơi cái loại này anh em nhá. Đấy, chưa nằm chớt. Và đây em sẽ đánh quả phao nhỏ nhỏ thôi các bác nhé. Đó, các bác nhìn này, phao rất là nhỏ. Phao này giật lục thì mới sướng anh em này. Giật nó phát là sẽ lên bờ ngay. Ô không lấy nét nhỉ. Đấy các bác nhìn nhé, phao giật phát lên bờ ngay rất là nhỏ bạn nhỉ. Thì chân em có chế thêm chì. Đấy. Đánh phao này. Con này nọ quả bầu 20 của em thì giật phát bung mất ngọn rồi. Chưa mua ngọn cắm mà. Rồi vớt đây, chơi phao nhỏ đi. Phao này thì chân em tự chế thôi. Này các bác nhìn này, chân em tự chế nó có một cái đây, cái này cước mà em đổ keo chắc lắm. Rất là chắc luôn. Đó, chọn đinh móc vào. Đấy, anh em nhìn chưa. Đấy, anh em nhìn chưa. Vẫn nó lấy nét nó không được rõ nhỉ. Để lấy nét lại bác. Đấy, anh em nhìn chưa. Đấy, cho linh móc vào này, chỉ cước này em cuốn tận cước trên đây ông đổ keo con voi vào. Rất là chất luôn. Khi cho vẻ loạn cái bụi đi anh em. Đặng quá. Đấy.
Đó, này có chỗ đặt cần để câu. Anh em nhìn chưa? Bụi nó rậm rạp quá. Căn phao đấy anh em nhé, kiểu hộp quả phao này nó bé thành ra mình căn cũng hơi khó, hơi mất thời gian đấy. Ở đấy, em căn mấy lần bây giờ mới được nổi ngọn này. Ok đấy các bạn. Cần đục thì ok, nói chung là đi câu thì ai chẳng ai là muốn mình móm cả. Thế nên là em vẫn luôn làm thêm một quả cần đơn chống móm. Chung là cần đơn thì để câu cho vui thôi, chứ còn ra là em đánh lục ấy, đánh lục thảo thì có cá thì nó vào lục ngay. Thôi cứ làm cái cần đơn đi. Thì khoảng để gió anh em cho anh em xem nó thích mắt. Đó, đây là quả phao anh em nhìn, quả phao huyền thoại mà các bác trong miền Nam hay câu. Em ship tận từ miền Nam ra chỉ để quay các bác xem ấy nhá. Quả phao huyền thoại và chất lượng nhất đấy. À, còn đây là bài mồi mới của em. Nay mà lên được hàng thì em mới giới thiệu bác. Mồi tự phát triển, chung là em làm mồi em toàn tự phát triển thôi. Đánh thì đa phần đánh tự nhiên là chính các bạn, tự nhiên để bán tự nhiên. Chứ không đi hồ mấy, chung là hồ. Các bác cứ nói là hồ có cá câu dễ, thực ra chính là đi câu hồ mới là khó nhá. Người ta làm hồ dịch vụ nó không phải đơn giản đâu các bác. Các bác đừng nghĩ câu hồ là dễ nhá. Ôi, hảo cái cần đơn đây đi. Rồi thả cần đơn đi, làm thêm mồi chơi cần lục vào. Đánh lục thì nó mê mê là chất lượng. Mong mà lên được hàng xịn xịn cho anh em xem cho nó sướng cái mắt này. Ông già cũi à? Cái gì đấy? Đồ con à? Cái con anh em nó đóng phát chết tôi tại chỗ này, không dẫy được, không dẫy ông cửa đấy, sợ rồi. Ông ngay. Ui dồi ôi. Ui. Thằng ăn con. Ui dồi ôi, con gì đây? Ui trời 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 bác ơi. Trời rồi. Chuối quá. Mà chạy nhanh thế hả con chó? Ui dồi ôi. Ôi dồi còn đơn mắt.
chạy mạnh con chó. Dã man. Củ chuối khỏe lắm các bác ạ, còn khỏe lắm. Khỏe mũi nó chạy mạnh à, không có đâu. Không có đâu sói ơi. Ui dồi ui. Lì không lên được cơ mà. Lì không lên được mà. Cần tay này không phải cần máy nữa mày. Dòng nó thật mệt các bác ạ. Ống ngay. Ôi trời ơi, trời ơi, bác ơi. Mà chạy ngay nhá con chó. Chạy mạnh hả con chó. Dã man. Củ chuối khỏe lắm các bác ạ, còn khỏe lắm. Khỏe mũi nó chạy mạnh à, không có đâu. Không có đâu sói ơi. Ui dồi ui. Khỏe lắm, còn khỏe lắm các bác ạ. Lì không lên được cơ mà. Cần tay này không phải cần máy nữa mày. Dòng nó thật mệt các bác ạ. Bóng bóng thế vào mặt, vào mặt. Ôi, đóng mỗi tí, đóng mỗi tí anh em ạ. Không vượt, không bắn mà. Wow. Này mà vượt ngắn quá. Đây, mang vượt ngắn quá các bác ạ. Mọi lần bác vượt to thì cháo cá này bảo thôi đi xa bác vượt bé thôi. Ai ngờ lại đóng hàng. Bảo đi xa vớt. Và cái vật đấy bán lại đóng hàng. Ôi trời ơi. Anh em nhìn con trôi đã chưa. Các bác đã thấy phấn khích chưa. Đi câu cá trôi này mới sướng này. Ơ, em lấy nát anh em xem. Đi câu thiên nhiên nó phải thế này anh em nhé. Đã. Con nộp tiền cho rõ. Rồi, con nộp tiền cho rõ mà mang cái đoạn xa xa này vất. Chưa đâu. Cái lưỡi vừa vất đầu này dí dẫm xa nữa chân. Dẫm một chân rồi. Dở luôn đấy. Tháo đoạn này. Tháo đoạn này xa xa nó động. Động ổ là cá không vào. Đẹp luôn. Tống hay, ấy giờ Arufi. Tống hay, ấy giờ Arufi. Tống phí nặng rồi, con to này. Mấy con thành còn. Con này phải mát mặt không? Có bác nhỉ? Đúng. Đến chơi câu Arufi là may ấy.
không được con nào mà sợ ấy. Lấy giờ toàn đục phi con này còn tạm tạm này. Đấy. Kinh loan này. Ngò đấy tí. Thịt trắng, dáng đẹp lên bờ. Mày này anh đoán là móm. Anh nghĩ mày này chắc chắn là móm rồi. Anh em nhìn cân này, tắm hạt đâm cầu tháo con này bỏ. Ui giời, chấm. Nó rách thịt rơ đây mất rồi anh em. Ui, cầu phân em bỏ rách thịt rơ đây mất rồi. Cổ phát lên kia rách thì loang mất mất rồi. Cứ thích thể hiện kìa. Con đấy bé anh em ạ. Bé tí. Nhưng mà con đấy nó chắc được khoảng 5-6 lạng. Thể hiện anh em xem tí mất to anh cá. Mà thôi cái giống đấy thì câu lên em thả. Bé quá để lớn. Tiếc. Chấm cỏ anh em ạ. Chấm thiên nhiên nó bán. Nhưng mà được cái đóng nó cũng phê phết đấy. Cẩu kia nó rách thế à, nó rơi kia nó hãi còn nằm yên đấy mà em vồ vắt nó phi mất. Đèn. Rách thịt. Cần tắm hắt này khỏe lắm các bác ạ. Vừa mút hẳn nhé, động gì đấy nhìn nó vẫn đập ấy, cho nó sâu sâu đi dập cho nó sướng nhỉ. Đấy đấy ấy thấy chưa. Úi dồi, úi dồi, đồ phi của em ơi. Úi dồi, đóng mũi tí mình phí thế. Ui dồi ôi, mãi được con to. Vậy các bác ạ. Phí quá. Ui dồi ôi,
Ôi giời ơi. Mẹ quả gớm thế rồi. Rù phi to anh em, đẻo đẻo quả ác liệt quá. Làm em rất cao mình. Đấy anh em này, rù phi to cái này cơ mà. Hút phát xuống rất cao mình. Cho rộng. Ôi giời. Ôi giời ơi. Dậy 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 dậy. Nhà mình nó rất cao mình, hồ nó dậy dậy. Ô cho vào giỏ. Phê phê phê. Vào. Đẻ quả. Đẻ quả dã man đấy. Nhà mình sau hết mồi, mồi bóng mồi. Úi tí. Trời toàn cục cũng hơi vĩ đại nè, nhanh hết mồi. Cục vĩ đại. Ngay. Ui giời. Ui. Đồ đồ thì to mất rồi. Xịt 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 chọt 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 chọt. Phí quá nha mà. Mãi được con rô phi to to mất cây nhỉ. Tiếc thế. Mút đi. Đóng ngay. Rô phi, rô phi. Quá là cười. Rực rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ. Rô phi tươi. Mày đóng hàng. Em này dám đóng hàng mấy em thế chưa, đó anh em ăn một lần mồi em hơi bụng luôn, sợ thật, sợ thật, sợ mồi đầy bụng luôn. Nó rõ thế rồi, có đồ phi không tính tiền. Nói chung là câu cá to thì rô phi không tính tiền rồi. Này đấm muốn trôi. Đấy, có tầm đấy. Khả năng quả này vam hàng ấy chứ.
Anh lại chuẩn bị có hàng rồi chú này. Con này không quẳng nào quẳng. Con này nó còn to này. Đấy, con này mà có quyết định này. Con này mà quyết định này. Tính về số là con này chấp hai em chú. Phải liên tục cái gì này. Đấy, các chú cứ một con anh là đôi con. À, quả lo gì. Đẹp luôn đấy Phào, đôi con. Trước anh đóng phát còn 3 con cơ. 3 con cũng lưỡi tứ chứ không phải lưỡi 6. Dạ mà. Đây, đây là một cặp đôi. Đó. Em thấy đã chưa? Ua, kéo dễ tài chết. Về quá anh em ạ, hai chú luôn. Đã về chưa? Wow, trời tối mất rồi, về rồi các bác ơi. Này thành quả, đống mỗi em trôi. Đồ một loạt rô phi. Ồ, tính ra thì cũng được có 4 con rồi, nó có rô phi. Cầu thiên nhiên thì nó khoai lắm. Bật tí flash cho anh em xem. Thiên nhiên nó khoai lắm các bạn, không đơn giản đâu. Được có 4 con rô phi nữa một con. Được 3 con rô phi với 1 con trôi. Nói chung là nay thành quả nó ổn rồi, cầu thiên nhiên mà. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé, về đây. Thank you.